Hiện tại mắt mình đang bị đau các bạn ạ. Và hello và chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Đức Mõm đây. Và phiên bản 4.7 mộng dệt bất tận của Genshin Impact đã chính thức lên sóng, với nhiều điều mới mẻ sẽ đem lại trải nghiệm vô cùng thú vị cho người chơi. Hãy cùng mình khám phá xem phiên bản 4.7 có gì mới nhá. Ra mắt nhân vật 5 sao mới, Lorin hệ lôi. Lorin từng là vệ sĩ của Furina, là nhân vật sử dụng kiếm với súng lục. Lorin là một nhân vật tấn công, có thể triển khai nhiều chiến lược tấn công dựa vào khế ước sinh mệnh. Kỹ năng nguyên tố của Lorin có thể khiến cô ấy tiến vào trạng thái tuần tra đêm. Trong trạng thái này, cô ấy có thể tiến hành đòn bắn, tăng thêm khế ước sinh mệnh và dùng kiếm đột kích hồi phục HP dựa trên khế ước sinh mệnh. Banner của Lorin sẽ ra mắt vào ngày 5 tháng 6. Cùng với sự trở lại của Ao Hai Thừng, quan thư ký đương nhiệm của giáo viện Sumeru, có tài năng và trí tuệ hơn vạn người. Tiếp theo nhân vật 4 sao mới, Sethoth, vũ khí cung hệ lôi, trực giác phương hướng tuyệt vời, nhiệt tình giỏi giao tiếp. Đây là ấn tượng chung của những lữ khách được Sethoth chỉ đường. Ở lửa sau phiên bản có sự xuất hiện của Siwin, là cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, là y tá trưởng tại pháo đài Merofin. Tận tâm, cẩn thận, chu đáo là tính cách của cô gái này. Kỹ năng lộ của Siwin cũng rất là đặc biệt, lấy ra ống tiêm phun những làn sóng hình trái tim về phía kẻ địch, gây sát thương nguyên tố thủy dựa theo phần trăm máu của cô. Siwin 5 sao hệ thủy sẽ ra mắt vào ngày 25 tháng 6. Ở lửa sau phiên bản cùng với sự trở lại của thủy thần Furila, ra mắt vũ khí mới kiếm đơn xá tội 5 sao, chế độ chơi vĩnh viễn mới, nhà hát giả tưởng với nhiều phần thưởng hấp dẫn, sự kiện mới, diễn tập mô phỏng. Ngoài ra người chơi mới cũng có rất nhiều phần quà hấp dẫn, game ở trên App Store và cửa hàng Google Play, có thể chơi được ở thiết bị di động, máy tính và PS5. Các bạn còn chần chờ gì nữa mà chưa vào game chiến cùng mình thôi nào? Mình sẽ để game dưới phần bình luận và phần mô tả của clip này. Ok các bạn. Và chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Đức Mõm đây. Tiếp tục có mặt tại server Bangladesh, và vẫn là cái bộ môn mạo hiểm ấy. Và cái bộ môn này tôi xin phép được đặt tên, đó chính là bộ môn bắn chó. Hôm nay thì tôi bắn chó ở khu vực thị trấn xưa nhá. Nếu mà các bạn thích series này và muốn mình tiếp tục thì cho mình xin một nút like nhá. Nếu clip này đủ 8k like thì mình làm tiếp. Còn nếu mà không đủ thì chứng tỏ với việc là các bạn không thích thì tôi sẽ không làm nữa. Ok, thì tập trung vào nội dung chính của ngày hôm nay thì mình đã ăn được một kill rồi. Và hôm nay mình sẽ thủ ở trên cái lóc này nhá. Ui trời ơi, hàng về. Đấy, các bạn nhìn thấy nó mặc cái đồ bot thôi, các bạn cứ bảo tôi bắn bot. Bot mà nó lại biết đặt keo với sử dụng Dimitri thì cũng hơi lạ. Tôi đã nói rất nhiều các clip trước là tôi xóa cái gói mở rộng đi để cho nó đỡ lặng máy. Ui trời ơi, thơm phước. Còn nếu mà các bạn thích tôi bắn có trang phục thì ok, trận sau tôi sẽ tải có trang phục, mỗi tội là nó hơi lag đấy. Còn nhiều bạn bảo là bắn bot thì cũng đúng thôi. Tôi thủ ở trên cao như thế này ấy, bắn xuống thì thằng nào mà biết được. Đấy, còn cả cái thằng này nữa trông như cái quân đơ ấy. Được cái là ở trên cao thì bắn xuống nó bất ngờ, cho nên là nhiều khi mấy thằng địch nó cũng cuống. Ui, có thằng này. Ôi, bú. Ui giời ơi, có thằng lao gục mà không gạt kịp. Một xíu nữa thôi là tôi hớt được tay trên thằng này rồi. Thôi, tính ra là ở trên này cũng chán, không có gì làm. Bây giờ tôi sẽ gom hết tất cả các súng này, đạn này và cả hộp cứu thương và những cái trang bị cần thiết, tôi gom hết lên đây, làm một cái kho súng luôn cho chất. Đầu tiên ấy là vứt hết mấy cái trang bị ra để cho ba lô rộng một tí. Hiện tại ba lô 1 thì cũng hơi khoai, nhặt được ít. Hy vọng xuống là thó được cái ba lô 3. Rồi, ấy. Thứ tôi cần chỉ gọi là đạn súng trường thôi. Bây giờ trên cái lóc đấy mà có tầm 1000 viên đạn súng trường thôi là nó ấm con người luôn. Rồi, đi thôi, thăm ngàn. Đây rồi, thăm ngàn. Đó, ui ôi, nhiều thế. Vẫn còn nhiều thời gian lắm. Đây, cái gì đây? Rồi, hết chỗ trống luôn. Đó, lại vứt lên trên này. Và tôi cứ làm như vậy trong vài lần nữa để xem là cái khu này nó có đầy ắp toàn là đạn với súng không. Đã lụm thì phải lụm cho sạch cho mấy thằng kia khỏi nhặt luôn. Tiếp tục, có làm thì mới có ăn. Thì tôi sợ nhất là mấy thằng nhảy dù xuống ấy, nó nhặt hết đồ của tôi thôi. Rồi, tập trung nào. Nhặt, ok. Bay sang bên này. Đấy, cứ chăm chỉ như này thôi. Cần cù thì bù óc chó. Ăn ở nó tốt, toàn đạn súng trường. Ui dồi ôi, cái thằng này. Tiên sư mày. Mày đùa cái thằng này, con tim bé nhỏ của tao. Nó mong manh, nó dễ vỡ lắm. Vỡ rồi mày có đền được không? Đấy, các bạn thấy không? Đi làm nó cũng không tha. Mình đang trong cái cuộc sống đi làm chăm chỉ, rửa tay gác kiếm rút khỏi giang hồ rồi, mà có thằng nó lại động vào mình. Ông náo thật. Đấy, hiện tại các bạn nhìn xem, đạn với súng kìa, cũng khá khá rồi đấy. Mới ngủ chưa được một tí, tiếp tục lại phải đi làm rồi. Thật là mệt mỏi quá đi. Rồi, nhưng mà công việc lặng nhọc thật, nhưng mà nó bù đắp xứng đáng thật. Một đống đạn súng trường. Xem xác thằng này có gì không. Úi dồi ôi, dạo này ăn ở tốt. Cuối cùng thì cái sự chăm chỉ của tôi cũng đã được ông trời nhìn thấy rồi. Chỉ cần nghĩ đến cái cảm giác mà vứt 320 viên đạn lên trên kho súng thôi. Ui dồi, nó phê chữ E kéo dài luôn. Ui, hết ra tí lô. Ui dồi ôi. Ui dồi, thề các bạn luôn. May mà tay tôi ấn còn kịp ấy. Một xíu nữa thôi là công sức của tôi đã đổ sông đổ bể luôn. Rồi, bây giờ cái kho súng của tôi nó phải gọi là siêu hầm hố luôn, giống như kiểu là chùm buôn vũ khí. Tầm này tôi chỉ mong cái khu này nó đông lên thôi, để tôi quay trở lại giang hồ, tái xuất giang hồ. Mình thấy là cũng gọi là nhiều rồi đấy, nhưng mà thôi, làm chuyến cuối nhá. Càng đi làm là càng thấy ham các bạn ạ.
Các bạn thấy tôi chăm chỉ không? Thôi, lốt nhá các bạn nhá, xong rồi chờ địch lên thôi. Chứ nói thật là cái chỗ đạn này bắn cũng không hết, nhưng mà cứ phải nhặt nhiều nhìn cho nó oách, thừa còn hơn thiếu. À, bên kia vẫn còn một cái xác nữa kìa. Nếu mà áng chừng ấy thì cái chỗ đạn súng trường ấy nó phải tầm khoảng 3.000 viên. Phải hơn 3.000 viên. Nếu mà có thêm cái khẩu 163 chip nữa thì thôi, hết nước chấm. Rồi, và chuyến cuối cùng đã kết thúc. Và hành trình đi làm của mình đến đây là đến lúc hưởng thụ rồi. Bây giờ là mình giàu lắm rồi. Nếu mà đồ ấy nó mà tách ra được ấy thì nó phải gọi là kín hết ở trên cái kho này luôn. Nhưng mà vứt đồ ra nó bị dính vào nhau ấy, nên là các bạn nhìn nó thấy ít ít vậy thôi, nhưng mà thực ra rất là nhiều luôn. Đấy, nhìn đạn này, đủ bắn hết cả dòng họ cả lo nha thằng địch luôn. Đây, có một thằng này, có một thằng nữa Ducat. Rồi xử thằng này trước. Đấy, thằng Ducat lên này. Solia. Rồi, gạt. Hy vọng là cái thằng quần đùi kia là không có con Dimitri nhá. Ừ, may mà không có Dimitri. Hay là các bạn cho tôi lốt lần này đi. Lốt lần này tôi đi làm thôi. Chưa bao giờ mà tôi có cái cảm giác mà tôi muốn đi làm như vậy. Thôi các bạn ơi, cho tôi lốt nhá. Ok, bây giờ tôi xuống tôi lút cái xác của cái thằng địch tôi vừa bắn xong. Ôi dồi, cái kho súng của tôi này, nhìn này, cực phê luôn. Rồi lút cái xác này đi cho gần. Thằng này chắc chắn này kiểu gì cũng giàu. Các bạn tin tôi đi, thằng này giàu á. Để xem nhá. Có gì không? Có gì không? Mà, ôi đây. Cái xác của nó đây, úi dồi ôi. Thằng bỏ mẹ nào đây. Tí chết. Cái cảm giác mà mình hy sinh mà ở trên này vẫn còn một đống gia tài của mình thì cảm giác nó tiếc lắm. Nên là cái nghị lực sống của mình rất là cao. Phải sống. Đợi cuốn máu xong tính sổ nhá. Thằng nào vừa nãy cắn trộm ấy nhở. Mình vẫn chưa phát hiện được ra nó ở đâu. Rồi, bây giờ sẽ là cái lúc hưởng thụ thôi. Tôi sẽ không đi làm nữa bởi vì bây giờ đi làm rất là nguy hiểm. Bây giờ mà bỏ mạng là hơi bị tiếc luôn đấy. Cái chỗ này công sức của tôi nhặt từ đầu cái trận đây. Thằng này. Mẹ không có tầm bắn. Ui giời ơi, mù hết cả mắt. À, thằng này mày lì. Ui giời ơi, xém nữa là đoàn tụ với các cụ. Thằng kia nguy hiểm quá, tôi bỏ qua. Xử với thằng này trước. Bây giờ mày có bao nhiêu keo? Ui, thằng này cũng nguy hiểm không kém luôn. Bây giờ nhá, mày có bao nhiêu keo mày đặt hết ra. Đặt bao nhiêu keo là xin phép bắn hết bằng đấy. Cứ đặt là bắn. Đây bao nhiêu keo? Rồi từ từ hồi máu xong này. Chơi tao này. Mày nguy hiểm này. Rồi, mày còn nhiều keo không? Tao hỏi thật, tầm này mày còn nhiều keo không? À, vẫn còn keo, thằng này lì nhờ. Còn keo không? Còn không? Này thì lì lợm này. Rồi, tính ra là bo cũng thu lại rồi. Hy vọng là còn một hai thằng nữa cho tôi bắn. Chứ tiếc quá, không bắn được hết chỗ đạn này. Nói chung là đi làm gọi là đam mê. Ô, cái gì đấy? Bé tập nhảy dù à? Ui, cái gì ấy? À, vẫn còn một thằng nữa, hình như là đồng đội sao ấy. Thằng kia thì AFK. Gạt này, đó. Ngon, rồi cứ xả láng thôi. Một đống đạn, một đống máu này mà. Rồi, mày ở im đấy. Tao chơi từ bến mày luôn. Nhá, mày đâu. Mày chơi không? Ừ, thằng này cũng hơi nguy hiểm nhá. Nó di chuyển vào trong mất tầm bắn mình luôn. Đây. Mày chơi không? Chạy hộ cái. Ok, thì bo cũng thu rồi và cũng hết địch rồi. Và mình đã hoàn thành trận tiếp theo. Thì theo như yêu cầu của rất nhiều bạn thì trận này tôi đã tải gói mở rộng rồi nhá. Bắn thì nó hơi lắc lác một tí, mà thấy đồ địch thì nó cũng vui. Nó đỡ kiểu bị nhìn thấy toàn đồ Adam ấy. Trong trận đấu này thì tôi sẽ không đi làm nữa. Và bây giờ tôi sẽ tập trung tôi bắn nhá. Nhưng mà kiểu gì thì kiểu vẫn cứ phải nhặt nhiều đạn thì mới đủ để bắn. Bạn nào mà đú đẩn theo tôi làm mấy cái thử thách như này thì nói thật luôn là lâu lâu nó hay trượt chân đi nhá. Cái chỗ này thì PC nó dễ nhảy, còn điện thoại hơi khó nhảy. Rồi, một kill phun đỏ. Ấy. Ôi, tí chết. À, thằng này đâu nhở? À, con lợn này. Nhưng mà mình xa như vậy mà nó vẫn bắn được mình nhở? Chứng tỏ thằng này nó cũng chơi PC. Nói chung là bên server bên này là không phải là tôi dùng bypass đâu nhá. Cả thế giới duy nhất có server Bangladesh là không cấm thiết bị, tức là máy tính chơi được cùng điện thoại nhá. Hôm vừa rồi rất nhiều bạn comment là chưa chừa à, mất lick một lần rồi mà vẫn còn dùng bypass. Thì đính chính lại một lần cuối là bên server Bangladesh là không cấm thiết bị nhá. Thôi, tập trung vào trận đấu. Vừa một thanh điện, à đây, chạy đâu cho trời khỏi lắng em ơi, chạy. Ô, cái thằng này đầu nó bị ẩm IC à, kích hoạt Sonia rồi mà không biết Ducat để làm gì, đầu có vấn đề. Rồi thằng này mình loang quăng đi đâu đây, lụ mày luôn ấy. Ở trên này cái tầm nó hơi khó bắn các bạn ạ. Ô, thằng này có ống trích đây. Ngon, đây rồi. Tí nữa mà tôi bị lốc bên trên nên là tôi sẽ bò xuống dưới, xong tôi sử dụng ống trích để hồi sinh lại. Ui, thế thằng nào mở một đống ra mà không nhặt này, quá là lãng phí luôn. Tôi không đi làm nữa, nhưng mà tôi cứ vứt bớt ra để cho chống một tí, nhặt cho được nhiều. Ui dồi ôi, cái khu trên này không biết làm gì mà đông ấy nhở. Bên dưới vẫn còn này. Cái kia lửa trại hay là Dimitri ấy nhở? Dimitri à? Rồi, sau khi xử thằng kia xong thì thằng bạn nó quyết định trả thù.
đang le ve ở khu vực nhà kìa. Rồi, mình hồi máu xong mình sẽ gạt cái thằng ở trong bong keo nhá. Bên dưới thì cũng rất là nhiều. Hiện tại khu này tính ra cũng đông chứ. Mà bo hình như là trận này bo sẽ thu về đây sao ấy. Tại vì vẫn chưa thấy cái viền bo luôn. À, hello. Hello, đi đâu đây? Định đi móc mình đúng không? Ui, vẫn còn. Các bạn nhìn vừa nãy ở trên bản đồ nó có cái mũi tên thì nó vẫn ở khu vực nhà ấy. À, ui, thằng này có tính kiên nhẫn cao. Hồi sinh xong ngồi im ở trong bong keo. Bên này cũng có người này. Đó, vừa nãy mình phát hiện có một thằng nó vừa chạy leve ở đây. Đây, chạy đi đâu đây? Rồi, nó bật ngộ không luôn. Sư phụ đây, ngộ không nhận ra ta không? Chạy này. À, đặt keo à? Bây giờ bao nhiêu keo? Có bao nhiêu keo? 2 quả đúng không? Phá hết luôn. Ở đâu thì không biết, nhưng mà riêng cái chỗ đồng không mông quạnh này xác định đi. Có mỗi cái gốc cây thôi, núp vào đấy thì được thì núp. Còn bây giờ thì xin phép là phá nốt quả keo nhá. Còn keo không? Còn nhiều keo không? Có không? À, vẫn còn, thằng này được, thằng này khá. À, quay lại bắn tao à? Thế mày xác định rồi. Rồi chạy hộ. Thôi dù sao cũng tuyên dương bạn có một cái nghị lực sống cao nhá. Rồi cái thằng này làm cái gì đây? Ui, one shot luôn nhá, 2 viên. Cái mép bo nó vẫn chưa thu vào, chứng tỏ là tôi nghĩ là trận này bo sẽ thu về đây, đảm bảo luôn. Rồi, hình như chỗ bong keo thì có người hay sao ấy. Vừa thấy có cái mũi tên xong, tiếp cái khu vực trên thì không biết là mở hội hay dìm đông. Ui dồi ôi. Ê, thằng này cũng nguy hiểm nhá. Mất tí da là 3.6 triệu, mất tí máu là 6.4 triệu. Đấy, mà mày bắn của tao mất một hơn nửa rồi. Rồi bây giờ mày phải trả lại bằng cái mạng sống của mày. Gạt luôn. Bên này sợ nhất là bọn có Dimitri. Không hiểu sao bên này chơi Dimitri nhiều thực sự luôn ấy. Rồi, gạt. Từ, bình tĩnh á. Sợ có thằng nào đồng đội trả thù chết. Gạt này. Có không? Có Dimitri không? Rồi, tôi thấy có thằng đồng đội. Không biết là đồng đội nó hay là tem khác nữa. Nhưng mà tôi vừa thấy có thằng Neve nhá. Đây, con gái à? Rồi, bao nhiêu keo đặt? Quên mất. Tôi vừa mới đi nhặt thêm một băng đạn nữa. Tôi cứ nghĩ là tôi còn cái kho súng, nhưng mà đấy là trận trước rồi. Quên mất, bây giờ mình đâu còn phải là chùm buôn vũ khí nữa đâu. Đấy, lười như thế các bạn ạ. Lười là không có gì bỏ vào mồm luôn. Ê, có thằng ngồi đây này. Bất ngờ chưa thằng nhóc ác. Thằng nhóc ác này. Thằng kia chạy đâu rồi? Rồi gạt đã. Không tí thằng kia cay hết mất. Rồi, bây giờ các bạn hãy nhìn vào cái phần bo đi. Bo nó thu về đây. Biết thế thì đi làm chăm chỉ. Bây giờ có đạn bắn phải ngon không? Thôi, giờ tiếp tục đi làm đây. Có gì không? Đây rồi, thứ tôi cần đó chính là đạn súng trường. Ôi, lại còn có cả UAV nữa, tí quét địch thì tha hồ luôn. Này, máu này. Thế này tầm này cũng đủ rồi, nhưng mà để mà bắn đến cuối trận thì chưa nhá. Ui giời ơi, ăn ở tốt các bạn ơi, bo kìa. Thế này mà không top 1 nữa thì thôi, chặt chim. Rồi, chạy. Bây giờ là mấy thằng ở xa nó không biết mình ở trên này đâu. Cứ thế mà cắn trộm thôi. Đó, gạt luôn. KS được 1 kill. Rồi thằng này mày phải lắm súng luôn. Không được, phí đạn. Bên này là đông cực kỳ luôn này. Không biết là chúng làm gì đây, cực kỳ là đông luôn. Đúng rồi, chạy đúng hướng. Đấy, đúng rồi, phải chạy hướng đấy. Tại vì là ở trên này cái tầm bắn nó cũng khó ấy. Nên là nó chạy đúng hướng rồi đấy. Hướng đi lên thiên đàng. Ôi, bây giờ mới nhớ là mình còn 2 cái lượt mua máy bán hàng cá nhân nữa. Đó, mà có một đống xu này không mua đạn hơi phí. Cái này nó coi như là cái sổ tiết kiệm ấy. Đó, về già mới dùng. Đó, bây giờ cũng gọi là cuối đời rồi các bạn ơi. Đã đến lúc phải sử dụng cái cuốn sổ hưu trí. Rồi, ở đây còn người ông ta hết người rồi à? Cái kho súng kia vẫn còn chưa mở luôn. Đây. Ôi, thằng này nó còn không biết mình ở trên này luôn này. Nó còn đặt keo hướng kia nữa chịu. Trên bản đồ có thằng nó đang kêu hùng cứu đội kìa. 1 cứu 3. Thôi cứ để cho nó cứu đi, để cho nó có nhiều kill còn bắn nữa. Chứ bây giờ còn có vài tháng này thì chán lắm. Ui, nhìn cái thính thơm đấy nhở. Nhưng mà bây giờ súng nhặt thì hơi khoai đấy. Ê, cái thằng này còn đang neve chưa vào bo này. Vào bo đi em ơi. Trên trời có thằng nào không? À, người ngoài hành tinh. Ui dồi ôi, xâm chiếm trái đất kìa. Tôi là một vị anh hùng, tôi bảo vệ trái đất. Người ngoài hành tinh. Dám xâm chiếm trái đất của tao à? Mày người ngoài hành tinh này. Đó. Tôi đứng ở trên này cảm giác như kiểu cái tượng đài các bạn ạ. Các bạn có biết mấy cái tượng đài kiểu gọi là Nguyễn Huệ các thứ không? Đây là tượng đài Đức Mõm. Tôi tự vinh danh tôi bởi vì tôi đã bảo vệ trái đất khỏi cuộc xâm lấn của người ngoài hành tinh. Thôi không sao nữa. Thì bo rất là đẹp nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Hy vọng nó sẽ thu về đây. Thì còn tuyệt vời hơn nữa, thằng này đi đâu đây? Phá xe cho mày khỏi đi luôn. À, xe này cứng ấy nhở? Cứng đấy. Rồi bên này, bên cái nhà này còn rất nhiều người luôn này. Mà cái cây nó che mất. Cay nhở? Rồi cái thằng đi xe kia quay lại kìa. Rồi bắn hỏng xe luôn này. Thử. Kill thâm phức. Rồi mày còn phải quay lại chiêu ngươi tao à? Tao đã cho mày đi rồi mày còn quay lại. Quay lại mày chết đi.
đã tha cho nó một cái cửa sống rồi mà nó vẫn còn trêu ngươi mình được. Bây giờ thì chỉ còn địch ở phía bên này. Gì đây? Ui, thiện tai, súng đạn vô tình quá, bắn có 3 viên thôi nó cũng chết luôn. Giờ là bên này này, còn người này và bên cái phía bên nhà bên này. Cố lên. Rồi cái thằng này bắt đầu là phát hiện ra vị trí của tôi, nó đang công đến này. Còn một thằng ở trên này thì nó lúp lúp ở trên nhà. Giờ là đúng kiểu bắn theo cảm tính thôi. Cứ bắt tâm bừa nó hiện lên màu đỏ thì bắn thôi. Chứ cái cây thì nó che hết, tôi không nhìn gì hết. Nào mấy thằng em xếp hàng ra anh múc bang lốt nào. Top 1 nào, còn 3 thằng cuối cùng thôi. 17 kill rồi. Đúng là ăn ở tốt, lại còn đẹp trai nữa, nên là bo nó độ đúng vào cái chỗ khu này luôn. Còn thằng này mày ra lốt đây. Bên bờ rào 1 này, bên kia 1 này. Thế cái chỗ thằng này đẹp vãi trưởng ra. Cái nhà đấy cực kỳ đẹp luôn nhá. Ở trong bo luôn kìa. Nhưng mà ở trên này bắn xuống thì cũng dễ hơn. Thằng kia ra lốt đây, mày ra đây. Ui thằng này trâu thế. Ui, tí chết. Rồi, hồi máu đã, mình vẫn còn cái ống chích nữa. Ui, bo cắn đau thế. Ui, thả sang tilo. Chết rồi, trứng rái đá lô tô. Thế, bây giờ tay tôi run cực kỳ luôn đấy. Sống rồi, yes. Ngon. Sống rồi. Bật cái cờ lô lô lên cho chắc. Rồi, thế tao mày run mãi trưởng ra, phải top 1. Hai thằng này một tem mà. Xong rồi. Bình tĩnh. Keo của mình lai gì mà cực trâu luôn. Ôi, nó giật kìa, các bạn thấy không? Lãng quá.